chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một món nước mát, đó là mình sẽ làm nước sâm bí đao. Để thực hiện món nước sâm bí đao này thì nguyên liệu mình cần có đó là mình chuẩn bị một trái bí đao khoảng 500g, một trái la hán quả khô. Trái la hán quả này thì các bạn có thể mua ngoài chợ, cái chỗ mà người ta bán đồ để người ta bán đồ để nấu nước mát, hoặc là mua trong tiệm thuốc bắc. Một bó lá dứa và 100g đường phèn. Đường này thì các bạn có thể sử dụng đường phèn hoặc đường cát trắng cũng được, nhưng mà đây mình sử dụng đường phèn để cho cái nước của mình nó ngọt thanh hơn. Lá dứa thì mình dùng một bó này mình đã rửa sạch thì khoảng 2 cây lá dứa nhé. Bây giờ thì mình sẽ cho khoảng 2 lít nước vào, mình bắt đầu mình đi nấu sâm bí đao nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đập, mình dùng cái đồ nào cũng được, mình đập cái trái la hán quả cho nó dập ra. Cái trái la hán quả này mình mua về thì mình cũng rửa sạch cái vỏ bên ngoài đi nhé. Mình đập dập ra cho cái trái nó dập hơi nát ra, rồi mình sẽ bỏ vào mình đun. Đây, cái trái la hán quả của mình mua như thế này là trái này cũng chưa đạt lắm. Cái trái la hán quả mà đạt á, là các bạn thấy ở trong cái ruột của nó á, là cái hạt của nó sẽ màu đen. Nó càng đậm thì là cái trái đó nó càng già nhé. Như vậy cũng tạm được thôi, chứ cũng không phải là trái già lắm. Như thế này cũng được rồi. Mình sẽ bỏ vào cái nồi khoảng 2 lít nước. Mình sẽ cho bó lá dứa vào. Và mình sẽ cho vào đường phèn trước nhé. Mình sẽ mang đi đun trước, và sau đó thì mình sẽ làm lên bí đao. Đây, mình sẽ cho vào nồi mình mang đi đun nhé. Tiếp theo là đến trái bí của mình, thì mình sẽ bổ đôi trái bí ra. Các bạn nhớ là cái trái bí đối với bí đao mình dùng để nấu sâm bí đao thì mình không cần cái trái mà nó già quá, nhưng mà cũng không được non nhé. Cái trái nó vừa vừa là mình nấu sâm là vừa. Non quá thì mình bỏ, giờ mình sẽ bỏ cái phần ruột này đi. Nếu mà bí đao của mình nó non quá thì nó sẽ bị chua. Vậy là mình đã vừa thái xong bí đao, và bây giờ mình sẽ cho bí đao vào nồi nước sâm mà mình đang nấu nhé. Đây, nồi nước sâm của mình đã sắp sôi như thế này là mình sẽ cho bí đao vào nha các bạn. Đã nghe mùi thơm của 40 phút để cho cái la hán quả và cái bí đao này nó phục hết ra cái nước mát. Cái nước sâm này thì uống thì rất là mát, nó giúp giải độc và thanh lọc rất là tốt. Mà nấu cũng đơn giản nhé. Các bạn có thể cho thêm thuộc địa nhé, nhưng mà ở đây thì mình không có cho thuộc địa, nhưng mà theo mình thì chỉ cần nấu la hán quả và la hán quả, cái mùi vị của la hán quả, bí đao và lá dứa là nó đã ra cái vị của sâm rồi. Còn nếu mà thích thì mình có thể cho thêm thuộc địa, vì cái thuộc địa đó thì cho vào thì cái màu nó sẽ đậm hơn một chút xíu thôi, chứ mình không cho thuộc địa thì cái mùi vị của sâm nó cũng vẫn như vậy. Bây giờ mình sẽ nấu thêm 40 phút nữa nhé. Mình đun cái sâm của mình được khoảng là sôi được khoảng 10-15 phút rồi thì mình vớt cái lá dứa này ra nhé. Cái lá dứa này thì chỉ cần để cho nó sôi được khoảng 10-15 phút là được rồi. Mình sẽ vớt, mình bỏ cái lá dứa này đi để lau cái lá dứa này nó cũng không của cái nước sâm này là do cái trái la hán các bạn. Cái để đó mình để lửa nhỏ thôi, mình đun. Mình đã đun được khoảng 30 phút và bây giờ thì mình sẽ cho vào đây một chút xíu muối nhé, cho nó giảm lại cái vị cho cái vị của mình nó được ngon hơn. Hoặc là nấu bất cứ một loại nước nào thì mình phải cho vào một xíu muối. Nếu mà mình bỏ đường thì mình phải cho một xíu muối để cho cái vị của mình nó được thơm ngon. Rất là thơm rồi. Một xíu nữa là nồi sâm bí đao của mình đã hoàn thành rồi đó các bạn. Và bây giờ là mình đã đun cái sâm này của mình được 40 phút rồi. Bây giờ mình thấy nó cũng được rồi đó. Đây này, cái miếng bí đao này nó trong lại, khi mà mình đun lâu á nó sẽ trong lại như vậy á các bạn. Là được rồi, mình sẽ dây cái bỏ cái phần bã đi, là mình chỉ lấy phần sâm thôi nhá, nước thôi nhá. Đây là tô sâm bí đao, nước sâm bí đao mà mình đã vừa nấu xong. Nó có màu vàng, nâu vàng rất là đẹp. Đối với cái sâm bí đao này thì mình có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và mình sử dụng cùng với đá nhé. Giờ thì nó đang còn nóng nên là mình chưa có uống. Mà cái bí đao này thì mình đã nếm thử thì mình thấy là các bạn có thể cho thêm khoảng từ 2 lít đến 2 lít rưỡi, thì khi mà mình nấu, trong quá trình mình nấu nó thoát hơi nước bớt đi và nó khô lại thì cái nước sâm của mình nó sẽ vừa, là mình thu được khoảng 1,5 lít đến 2 lít nhá. Ở đây thì của mình thì mình thu được khoảng hơn 1 lít thôi, tại mình bỏ khoảng 2 lít thì đến lúc nó khô đi á, mình nấu nó sẽ bớt nước đi, nhưng mà nó rất là ngọt nên là mình sẽ uống cùng với đá. Nó không phải là ngọt nhưng mà nó rất là đậm á, nó đặc á. Cái bí đao của mình nó càng nấu lâu thì cái nước của mình nó sẽ càng đậm. Video thực hiện sâm bí đao của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhé, để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.